Đây là đoạn clip mà bà Quách Thị Nội tại thôn Hoàng Các đã ghi lại sau một trận mưa lớn. Tình trạng ngập úng trên đã diễn ra khoảng 2 tháng, khiến cho việc đi lại của gia đình bà rất khó khăn. Những ngày này, bà và các con luôn thay phiên nhau để trực vận hành máy bơm. Nếu không, con ngõ dẫn vào nhà bà và cái ao bên cạnh rất khó để phân biệt. Tất cả các trận mưa, gia đình tôi là ngập đường xá, cổng ngõ ngập và cây cối và ngập vào đến tận móng nhà. Chứ mỗi một trận mưa gia đình tôi cứ phải bắt máy từ sáng nay đến tận 11 giờ đêm mới được chuyển máy về, sáng mai lại chuyển ra bơm tiếp. Đấy, nó rất là khó khăn. Đoạn đường liên thôn Hoàng Các dài 2 km nối ra DT386 được cải tạo từ cuối năm 2022. Đến nay vẫn chưa hoàn thiện, trong đó khoảng 900 mét chưa xây dựng hệ thống rãnh thoát nước. Điều này đã khiến cho khoảng 20 hộ dân tại đây lo ngại tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão này. Nguyên nhân là do xã Tiên Tiến thiếu kinh phí xây dựng tuyến đường trên và tình trạng lấp ao của một số hộ dân nên đã dẫn tới tình trạng ngập úng trên. Cứ mỗi một trận mưa, gia đình chúng tôi lại lo bơm nước rồi mới có lối đi vào trong nhà được. Lắm khi cái đường này lỗi đến tận đầu gối, thanh niên chúng tôi thì mắt tinh thần tôi còn biết lối vào nhà, như người khách lạ đến, ta đi cả xuống ao không chuông cả, không biết đâu mà đi cả. Chúng tôi cũng muốn là đề nghị với này các cấp lãnh đạo ở cấp trên, dân chúng tôi ở cái con đường này là làm một cái máng thoát nước cho mọi người để cho nó khỏi úng nụt ảnh hưởng đến cuộc sống